cả hai nhũ hương và mộc dược đều là mũ của hai cái cây đó mà nó nhẽo ra, và khi nó khô lại người ta cạy ra thì người ta lấy những cái hột. Nếu mà quý vị muốn xem chút xíu nữa, chúng ta sẽ xem những cái hột nhũ hương mộc dược, những cái hạt mũ đó nó như thế nào. Nhưng mà trong tất cả những cái sự mà ăn mừng hay là vui mừng, chúng ta đọc thấy là ba vị thông thái này rất là vui mừng khi gặp được Chúa. Cái sự vui mừng này á không có phải là vì họ đem tới những cái món quà mà Đức Chúa Giêsu cần, nhưng mà họ vui mừng đó là vì họ biết chính Đức Chúa Giêsu, chính chân thân của Đức Chúa Giêsu là món quà cho nhân loại. Món quà để đem tin vui mừng cứu độ, đem tin vui mừng yêu thương của Đức Chúa Trời đạo đạt lại cho nhân loại một cách thiết thực, một cách cho nhân loại hiểu được. Những người thông thái này tay ôm đầy quà quý đem dâng cho Chúa. Nhưng mà cái điều quan trọng chúng ta nên nhớ là khi mà họ quay về thì tay của họ như thế nào? Trống, là tay không. Trong 10 năm qua phải giảng cái bài này không biết là bao nhiêu lần. Cái bài này nó làm cho vì chúng ta mỗi năm đều thấy Noel, có lễ Giáng sinh và có lễ Hiển Linh, cho nên tìm thấy được một cái ý nghĩa nào lạ khác lạ rất là khó cho những người giảng. Và tôi thì tôi không có muốn lặp đi lặp lại một sứ điệp mỗi năm. Thành ra hôm qua là tôi phải mất rất nhiều thời giờ để mà nhìn thấy được một cái khía cạnh nó mới lạ. Tôi thấy rằng cái khía cạnh mà bài Phúc Âm hôm nay cho tôi thấy là cái vòng tay trống không mà ba nhà thông thái đi về. Cái vòng tay trống không của họ đó, tuy chúng ta không thấy được cái gì trong vòng tay trống không đó, nhưng mà họ mang về được một món quà vô hình. Món quà vô hình đó là sự vui mừng vì một đấng cứu nhân loại đã ra đời. Đó là món quà họ nhận được trong vòng tay trống của họ khi họ đi về. Cũng vì cái ý nghĩ đó mà tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải nên như những nhà thông thái này. Chúng ta phải bỏ đi, chúng ta phải vứt đi những cái gì nó làm bận rộn cái vòng tay của chúng ta, để vòng tay của chúng ta trống, để mà chúng ta nhận được món quà thiêng liêng trong sự sanh thành của Đức Chúa Giêsu trên trần gian này. Trong đời sống của chúng ta, ai cũng nói là quá bận. Bởi vậy, cái ý nghĩa của cái vòng tay trống này lại làm cho chúng ta càng chiêm nghiệm hơn về cái cuộc đời bận rộn của chúng ta. Chúng ta phải nên cố tâm mà bỏ đi bớt những cái gì nó chật trong cái vòng tay của chúng ta, cho cái vòng tay chúng ta trống, để chúng ta có thể nhận được món quà quý báu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta phải cố tâm để mà dành thì giờ, dành không gian và dành thời gian trong đời của chúng ta để chúng ta có thể nhận được món quà xuyên qua Chúa Giêsu cho đời của chúng ta. Không những trong mùa Giáng sinh này mà trong mỗi ngày của đời chúng ta. Ngày nào tôi cũng
nghe tin thế giới xuyên qua hoặc là đài BBC hay là đài Radio France để nghe tin thế giới. Tất cả những gì chúng tôi nghe là về giặc giả. Không trần giặc cũ cũng là một trần giặc mới của một nơi nào đó được nổi dậy. Và tôi phải nghe hết những cái con số của những người bị thương, bị chết vì những trận giặc đó. Nhiều khi tôi sắp sửa cũng như là vô vọng, vì tôi cho rằng cái cách mà đối phó với chiến tranh, đối phó với những cái sự kình chống nhau giữa các nước, giữa các những ý tưởng của nhau đã bị chết đi qua cái gương của ông Gandhi hay là ông Martin Luther King Jr. Tức là họ không, thế gian này không còn biết tranh đấu bằng những phương tiện mà không bạo động nữa. Họ chỉ biết bạo động để mà thắng nhau thôi, họ không biết tranh đấu bằng những phương tiện bất bạo động như ông Gandhi của Ấn Độ hay là Martin Luther King của Junior của nước Mỹ. Nhưng mà đến cái lúc mà tôi sắp sửa tuyệt vọng như vậy á, thì tôi nghĩ tới 2 tỷ người trên thế gian chúng ta. Sau 2000 năm vẫn còn cảm thấy được sự hiện diện của Chúa Giêsu trên trần gian này. Và cái ý tưởng đó lại cho tôi được cái hy vọng, là bởi vì nếu chúng ta là những người xưng là con cái của Chúa Giêsu hay là anh em của Chúa Giêsu, con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta là những Kitô hữu hay là những tông đồ của Kitô, thì chúng ta quả là những người nghe theo lời dạy của Chúa Giêsu của chúng ta sẽ tranh đấu bằng những phương tiện bất bạo động. Chúng ta nhớ lại trong bài phúc âm hôm nay, vua Herod nhìn vào Chúa Giêsu hài đồng như một cái sự đe dọa đối với những cái những sự giàu sang của ông, quyền thế của ông và cái ngôi vị của ông, cảm thấy sự hiền hòa, sự non-violence, tức là bất bạo động của một em bé như vậy mà cảm thấy bị đe dọa. Ông cảm thấy bị đe dọa là bởi vì vòng tay của ông không có trống. Vòng tay của ông còn quá chật, quá nặng với những sự giàu sang của cuộc đời, những sự quyền thế của địa vị của ông. Vì vòng tay của ông bị những thứ đó chiếm cho nên không còn trống để nhận món quà mà Đức Chúa Trời ban cho qua Đức Chúa Giêsu. Bởi vậy một lần nữa, tôi khuyên cho chính tôi và tôi cũng khuyên cho anh chị em là chúng ta hãy làm sao thải bớt những cái gì mà chúng ta đang ôm đồm, thải bớt đi, để vòng tay của chúng ta trống. Có trống thì chúng ta mới nhận được món quà quý giá đó.